Theo đó, vào thời điểm bắt giữ, các đối tượng Nguyễn Quang Dương, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Tân, 38 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đang có hành vi bán cỏ mỹ cho các con nghiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của Dương có 150 gói cỏ mỹ và các tân vật liên quan. Qua đấu tranh, Dương khai nhận đã mua cỏ mỹ của một đối tượng chưa xác định danh tính, sau đó đem về chia nhỏ ra bán lại để kiếm lời. Mỗi gói cỏ Mỹ Dương bán với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng, trung bình mỗi ngày Dương bán được từ 2 tới 3 triệu đồng. Được biết, ngôi nhà trên do Dương thuê lại để làm tụ điểm buôn bán cỏ Mỹ cho các con nghiện. Sau khi thuê, ngôi nhà được Dương cho thiết kế lại, che chắn cẩn thận và chỉ chừa một khe hở bằng đầu ngón tay vừa đủ để đưa hàng ra ngoài cho các con nghiện.